Xin chào cả nhà đã quay lại với cô Dung. Chúng ta cùng nhau tập chuỗi bài tập đau cổ vai gáy, và đặc biệt là bài cuối cùng, phòng ngừa thoái hóa đốt sống cổ. Cô Dung mời cả nhà cùng tập với cô Dung nha. Bây giờ động tác thứ nhất, chúng ta ngồi thẳng lưng lên, vươn dài đỉnh đầu lên, hít sâu vào. Và từ từ đặt tay phải lên, mình cúi cổ nhìn về phía đầu gối bên phải, thở ra đi nào. Thở ra và cảm nhận kéo căng cái phần cổ ở phía sau bên trái. Thở ra và mắt nhìn xuống với dưới đầu gối phải. Lên hít sâu vào. Và chúng ta cũng lặp lại ở bên phải 8 lần các bạn nha. Và bài tập tiếp theo, hít sâu vào, vươn cao vai lên, ưỡn căng lồng ngực tới, hít sâu vai mở. Thở ra cong lưng ra sau, hóp bụng lại. Và đặc biệt là tập ở đâu tâm trí tập trung vào ở đó, cảm nhận sâu. Hít sâu vào và chúng ta động tác thứ ba, chúng ta xoay từ trái qua phải đi nào. Thở ra, mềm mại cột sống, tập trung tâm trí vào và cảm nhận sâu vào để đưa khí và huyết đến nuôi dưỡng và phục hồi các đốt sống. Và chúng ta lại tiếp tục đổi bên, lặp lại 8 lần các bạn nha. Những bạn nào gặp những tình trạng nặng hơn có thể comment bên dưới, cô Dung sẽ trực tiếp tư vấn cho cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Xin chào.